Xin chào các bạn đang theo dõi kênh YouTube Vườn Đào Thái Dương. Hôm nay ngày 25 tháng 9 năm Quý Mão, mình chuẩn bị đánh bầu cho những cây đào đã hãm răm bằng kali để chuẩn bị lên chậu. Cái cách đánh bầu thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn ở các clip trước, cho nên hôm nay mình không nói nhiều về cách đánh bầu nữa. Mình cũng muốn chia sẻ với các bạn một số các cái đánh giá về ưu điểm, nhược điểm của cái phương pháp cho cây lên chậu và phương pháp để cây ngay tại vườn cho đến khi xuất bán rồi các bạn. Để các bạn tiện thấy những cái ưu nhược điểm và lựa chọn những cái phương pháp làm cho nó phù hợp hơn. Những cái đào này đã phun kali 2 lần. Cách đây một khoảng thời gian thì những cành răm này đã dừng hẳn. Bây giờ phần lớn những cây đào ở trong vườn này thì răm đã ngừng. Tuy nhiên có một số cây ở các cái vị trí ẩm hơn thì cũng đã có những cái chồi non bắt đầu nảy ra. Nhưng điều này không ảnh hưởng gì các bạn nhé. Dù lên chậu hay là để ngoài vườn thì nó đều có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng. Thứ nhất, mình sẽ chia sẻ với các bạn cái phương pháp cho cây vào chậu thì nó cũng có những cái ưu và nhược điểm như sau. Thứ nhất là ưu điểm thì cây cho lên chậu thì sẽ khỏe, hoa và lộc không bị chột, không bị héo, cho nên hoa bền và đẹp khi trưng bày trong dịp Tết. Cây lên chậu thì cũng đã bộc lộ rõ được cái nét đẹp của cây, cho nên cũng có người đã nói vần và cũng có phần chính xác, đó là gì, cây lên chậu như hậu lên ngôi. Cái thuận lợi tiếp theo nữa đó chính là nó tiện cho việc kiểm soát thời điểm nở hoa. Năm nay là năm nhuận, có nguy cơ hoa sẽ nở sớm, và khi trời nắng và có mưa thì hoa sẽ càng nở sớm hơn, cho nên cho cây lên chậu thì sẽ có thể đưa vào nó chỗ mát được để tránh nắng, và nếu như trời mưa mình che chậu lại thì nó hạn chế được độ ẩm, nó cũng sẽ hạn chế được cái tốc độ nở hoa, nó không bị nở sớm quá các bạn. Một ưu điểm nữa trong cái việc trồng cây lên chậu là mình sẽ giải phóng được đất ngoài vườn và mình sẽ có thời gian để chuẩn bị đất để trồng cho vụ sau. Tuy nhiên, đưa cây lên chậu thì nó cũng có một số các cái nhược điểm. Ví dụ như là đưa cây lên chậu sẽ tốn công hơn, chi phí sẽ cao hơn. Ví dụ như mình cần phải mua thuốc kích rễ, chậu, đất cũng như là công để đưa cây vào chậu, nó sẽ làm tăng chi phí. Và một cái nhược điểm nữa trong khi cây đưa vào chậu đó là khi mà mình bốc xếp để vận chuyển thì nó cũng sẽ nặng hơn so với những cây mình không đưa lên chậu. Còn để ngoài vườn thì nó cũng có cái ưu điểm và nhược điểm riêng. Cái ưu điểm của cây để nguyên ngoài vườn đó là nó sẽ ít tốn công và chi phí hơn so với cái việc đưa cây lên chậu. Mình sẽ làm được số lượng cây lớn hơn. Và việc bốc xếp vận chuyển thì nó cũng nhẹ hơn, bởi vì nó không phải khiêng cả phần đất và phần chậu. Tất nhiên để ngoài vườn thì nó cũng có những cái nhược điểm các bạn. Đó là khó kiểm soát được cái nắng mưa. Đấy, có nguy cơ nở sớm mà thời tiết nó nắng ấm và mưa thì mình không thể che mưa được cho cây ở ngoài vườn. Cho nên để cái độ mà dừng cái hoa lại để cho nó nở đúng Tết là hơi khó hơn. Và đặc biệt là đất trồng sẽ không được giải phóng, cho nên không có thời gian để chuẩn bị đất cho mùa sau. Như vậy đất nó cũng sẽ không được chuẩn bị tốt. Đó là cái nhược điểm của phương pháp để cây ở ngoài vườn. Đấy, mình xin chia sẻ cái nhận định của mình để các bạn tham khảo, và sau đó sẽ thấy cái cách nào phù hợp thì các bạn sẽ lựa chọn và thực hiện các bạn nhé. Về cách đánh bầu thì mình cũng đã chia sẻ nhiều lần với các bạn ở các cái clip trước. Thì đây là những cây đào mình trồng trước Tết. Và việc đánh bầu cho những cây này cũng khá là đơn giản, bởi vì bộ rễ nó ra nó chưa lớn nhiều. Việc đánh rễ, đánh bầu nó không khó giống như những cây mình để đến năm thứ ba. Và phương pháp của mình vẫn là đánh quá nửa, sau đó trời khô ráo mình sẽ lấp lại, và khoảng 2 tuần sau mình sẽ đánh nốt phần còn lại để tránh cái việc cây bị sốc
Hơn nữa là mình cũng tăng nhanh thời gian, đánh được số lượng cây nó cũng nhiều hơn. Đấy, cái việc đánh bầu thì cũng tương đối là nhỏ thôi, để sau khi vào chậu thì mình sẽ thêm đất. Mình sẽ quay gần lại để các bạn cùng xem. Hôm qua và sáng nay trời ở Thanh Hóa đang mưa, có không khí lạnh về cho nên có mưa. Đất này cũng khá là mềm. Và phần đất này mới trồng cho nên nó cũng khá là tơi xốp. Chính vì vậy mà bầu nó cũng không được chắc, không được gọn gàng lắm. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng nhiều các bạn nhé. Sau khi mình lấp lại rễ non ra và hơi già đi, mình đưa lên chậu thì rễ cây sẽ mọc chắc trở lại. Và dầm chắc đất lại thì cây ở trên chậu cũng sẽ đạt yêu cầu thôi bạn. Mình sẽ lựa chọn một số cây phù hợp để đưa lên chậu thôi. Còn lượng cây của mình phần lớn vẫn sẽ là để ngoài vườn. Đấy, xin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo. Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.